mình đây là một chiếc máy phát điện và bên kia là xăng và nhớt. Hôm nay mình sẽ lên một chiếc video vừa giới thiệu về sản phẩm, review về sản phẩm cũng như là các thao tác để vận hành, để sử dụng một chiếc máy phát điện hoàn chỉnh cho các bạn cùng theo dõi. Và khi mà mình mua máy thì mình có thể nhìn vào video mình có thể làm được ạ. Thì giới thiệu qua với các bạn, đây là một chiếc máy phát điện hiệu là Medialite với model là MLG 3500E/2. Đây là một chiếc máy được sản xuất để xuất đi thị trường của châu Âu nên là cực kỳ là cẩn thận. Đây các bạn nhìn thấy đây, một chiếc máy rất là nhỏ gọn, khung cực kỳ là chắc chắn. Ở phần phía bên đây thì mình sẽ cắm chìa khóa khởi động đề nổ vào đây ạ. Đây là bảng thông số hiện để rõ trên đây luôn, thông số máy cho các anh em. Công suất của con này là 2,6 kg và công suất cực đại là 3 kg. Mình có thể sử dụng được các thiết bị trong gia đình. Đây là bảng hiển thị điện ra nhé. Đây là hai cổng ra này. Đây là công tắc chống giật nhé, có cái lớp mút chống giật này. Và khi mà mình, các bạn lưu ý giúp mình là khi mà mình rô đa máy thì mình để ở chế độ off, còn khi mà mình cần sử dụng cần điện ra thì mình mới nhấn vào nút on nhé. Đó. Đây, ở đây là ắc quy giúp mình khởi động đề nổ. Bình ắc quy ở đây thì được sử dụng bình ắc quy 12V 7Ah ạ. Đây, rất nhiều khách hàng của mình thắc mắc là tại sao khi mua về thì một đầu dây đã được đấu còn một đầu dây lại chưa được đấu như thế này. Thì thực sự là không đấu dây vào đây là để tránh cái việc mà cái bình ắc quy này bị hút hết điện, nên là thành ra là khi nào mình sử dụng thì mình mới đấu vào thôi. Mọi người cũng lưu ý là sau này khi mà click thì mình mới đấu thôi, còn ví dụ như khi mà mình không sử dụng đến thì các bạn nhớ là tháo ắc quy ra để ắc quy nó không bị hết điện. Các bạn nhớ là màu nào vào với màu đấy nhá. Dây màu đen thì sẽ được đấu sẵn rồi, còn dây màu đỏ thì một chút nữa mình sẽ đấu vào đây. Mình sẽ thao tác luôn cho mọi người cùng thấy ạ. Đây, các bạn xoáy ra nhá. Các bạn sử dụng cái tô vít 4 cạnh ấy thì chắc chắn là nhà gia đình nào mình cũng sẽ có tô vít 4 cạnh ở nhà rồi. Có thể là lên video này quay là biết là sẽ có rất nhiều người xem mình thao tác nên là có một chút hơi gọi là hơi bối rối, nên là mọi người thông cảm. Như ở đầu video mình có giới thiệu với các bạn về xăng và nhớt thì bây giờ mình sẽ sử dụng đến bọn chúng đây. Thì mình sẽ đổ nhớt, nhớt 4 thì vào, có thể mua các loại nhớt 4 thì nhớt xe máy. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bước đổ xăng. Cái bình xăng này thì là dung tích của nó là 15 lít. Nhưng mà tùy vào nhu cầu sử dụng của các bạn mà các bạn sẽ đổ nhá. Và bên cạnh đây là cái mắt xăng, mình có thể theo dõi được trong quá trình mình sử dụng là mình sử dụng hết bao nhiêu xăng rồi, trong bình còn khoảng bao nhiêu. Thường thì đối với dòng chạy xăng này thì 1 giờ mình sẽ tiêu hao hết 0,3 lít cho 1kW điện. Sau khi mà các bạn đã đổ xăng rồi thì các bạn nhớ là mở cái khóa xăng ở đây ra nhé. Đây, khóa xăng ở đây đang đã nút off này. Các bạn nhớ là chiều ngang là đang tắt. Và chúng ta sẽ mở lên để cho xăng nó xuống. Giờ mình sẽ khởi động máy. Mà một lưu ý nữa là ở bên đây là có cái phần le gió này nhá. Khi mà các bạn cắm chìa khóa để đề lên thì các bạn nhớ là gạt le gió sang phần bên phải để cái phần ga nó được đều hơn. Và bây giờ mình sẽ thao tác. Cắm chìa khóa này, nút on này và chúng ta khởi động đề nổ này. Mình cũng có thể làm được một chiếc máy phát điện 3 kg dòng chạy xăng dành cho anh em nào mình sử dụng trong các thiết bị trong gia đình, trừ điều hòa ra giúp mình. Người có nhu cầu để tư vấn thêm về sản phẩm máy phát điện này hoặc là các dòng sản phẩm máy phát điện chạy xăng, chạy dầu từ 2 kg cho đến
10 kW thì mọi người hãy liên hệ cho số hotline 024-3838-3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Đội ngũ nhân viên nhà Vinmart sẽ tư vấn cho các bạn thật là tận tình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chào tạm biệt.